Hôm nay hãy cùng mình xem bệnh viện ở Úc đông cỡ nào nha các bạn. Đây là khoa siêu âm của bệnh viện RPA nằm tại khuôn viên trường Đại học Sydney. Khi mới đến Úc thì mình nghe rất là nhiều bạn review nói rằng là việc siêu âm hay là chẩn đoán một cái gì đó ở bên Úc thì phải chờ đợi rất là lâu, thường là sẽ phải chờ đợi nửa năm đến một năm thì mới có slot để cho mình đi siêu âm. Nghe là mình cũng thấy hơi rén rồi ha. Nhưng mà với trải nghiệm của mình thì mình thấy là không hiểu là bệnh viện Úc đông ở chỗ nào, lịch book full như thế nào, nhưng mà lần nào mình tới thì mình cũng thấy là nó rất là vắng. Gần như là những lúc mình đi siêu âm thì mình chỉ thấy có một mình hoặc là sẽ có khoảng thêm một hai người nữa thôi. Thật ra điều này thì nó cũng phản ánh khá là đúng văn hóa làm việc của người Úc. Đó là người Úc rất là chú trọng giữa sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Nên đa số tất cả các dịch vụ tại Úc thì các bạn đều phải booking trước, và khi mà đến thì các bạn phải đến đúng giờ, bởi vì nếu mà các bạn đến sai giờ thì sẽ ảnh hưởng đến booking của người sau. Nhân viên hoàn toàn có quyền từ chối không thực hiện dịch vụ cho các bạn nếu các bạn đến trễ. Hôm nay mình đi scan, mình sẽ đi siêu âm em bé tuần thứ 36 và hôm nay thì siêu âm ở trường Đại học Sydney. Ngay từ đầu khi mình được nhận vào RPA để xin em bé thì mình đã xin rất là nhiều giấy referral của bác sĩ để book toàn bộ những cái siêu âm sau đó cho những tuần quan trọng, ví dụ như là tuần 24 nè, tuần 28, tuần 36. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình book trước khá là sớm, cũng khoảng vài tháng á, nhưng mà booking đều rất là full luôn, cho nên là mình không có book được hết tất cả những cái siêu âm ở tại bệnh viện này. Do vậy theo mình thấy thì bệnh viện tại Úc không hề đông, nhưng mà do người ta giới hạn số booking để cho không bị quá tải ở bệnh viện. Đối với mình đây là một trải nghiệm cực kỳ khác biệt so với bệnh viện ở Việt Nam.